để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Sau gần 3 tháng, đại dịch coronavirus nhiễm đến cả 100.000 người trên thế giới và lây sang Hoa Kỳ, làm 165 người bị bệnh và 11 người Mỹ thiệt mạng. Tương tự như trong ngày Super Tuesday, siêu tháng 3, tiếng nói ủng hộ của dân biểu da màu Jim Clyburn cho Phó Tổng thống Joe Biden tại tiểu bang South Carolina cũng lôi kéo, lan theo cả 100.000 người tại các tiểu bang khác dồn phiếu cho người tưởng như là đã thua trận lúc ban đầu. Nhưng nay, ông Biden được phục hồi và giành được phiếu phụ trội hơn tất cả các đối thủ tranh cử tổng thống bên đảng Dân Chủ. Chiến thắng của ông Biden ví như một phép nhiệm màu của một người chết đi sống lại. Người đại diện bên Dân Chủ phải thu thập được 1.991 phiếu đại biểu mới được đề cử tranh chức với Tổng thống Trump trong tháng 11-2020. Cuộc bầu cử sơ bộ siêu tháng 3 của đảng Dân Chủ xảy ra trong đợt đầu tại 14 tiểu bang với tổng cộng 1.357 phiếu đại biểu. Ông Biden vươn lên nhận được 435 phiếu đại biểu trong 9 tiểu bang như Texas, Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, North Carolina, Tennessee và Virginia. Còn ông Sanders thắng 381 phiếu đại biểu tại California, Colorado và Vermont. Lợi thế của ông Biden, ngoài dân biểu Clyburn tuyên bố ủng hộ, còn được các cụ ứng cử viên đã bỏ cuộc lần lượt quay sang ủng hộ cho Phó Tổng thống Biden như cựu thị trưởng Pete Buttigieg, thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cựu dân biểu Beto O'Rourke và đặc biệt là thị trưởng New York, tỷ phú Mike Bloomberg. Bộ phận thành viên nòng cốt của đảng Dân Chủ không xem ông Sanders là đại diện cho các giá trị của đảng vì ông Sanders tự cho mình là Socialist Democrat, chủ nghĩa xã hội dân chủ. Có phải Ủy ban Dân Chủ Quốc gia đang lập chiến thuật giống như trong năm 2016, muốn loại ông Sanders, ép ông nhường cho bà Hillary Clinton ra tranh cử với ông Trump hay không? Lần này thì họ kêu gọi phe Dân Chủ dồn nhiều phiếu cho ông Biden, người đúng đắn, theo chủ trương ôn hòa, giành được lòng quý trọng của giới da màu, giới phụ nữ, giới thiểu số và giới trẻ phe Dân Chủ. Đảng Dân Chủ mong ông Bloomberg đã rút lui vì thua cuộc chạy đua vận động tổng thống, giữ tất cả nguồn máy, hạ tầng cơ sở của ông đã xây dựng vận động tranh cử trong nhiều tháng qua tại nhiều tiểu bang, tiếp tục làm việc vận động giúp cho ông Biden thắng cử. Còn lại là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thua phiếu tại 9 tiểu bang Massachusetts của bà, đứng thứ 3 sau ông Biden và ông Sanders, có ý định rút lui để ủng hộ cho ông Biden hay ông Sanders ra tranh cử tổng thống hay không? Cử tri sẽ hào hứng chứng kiến thêm những cuộc bầu cử sơ bộ tiếp tục tổ chức tại 6 tiểu bang sắp tới như Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota và Washington State. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng.